Thép đã tôi thế đấy là tác phẩm sử thi xã hội bậc nhất do Nikolai Ostrovsky, sinh năm 1904, mất năm 1936. Được viết trong thời kỳ cách mạng sục sôi, tác phẩm đã nhanh chóng gây được tiếng vang lớn đối với thanh niên Nga và cả Việt Nam. Là khúc tráng ca bất hủ, hát về hoài bão, về lý tưởng tuổi trẻ, tạo sức ảnh hưởng to lớn đến hàng triệu trái tim tuổi trẻ và là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ thanh niên đi theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Cho đến nay, Thép đã tôi thế đấy vẫn luôn là một trong những bức chân dung thành công nhất khắc họa hình ảnh người chiến sĩ cộng sản. Nhà văn Nikolai Ostrovsky đã viết tác phẩm này trên chín giường bệnh. Ngay chính bản thân ông cũng đã là một tấm gương điển hình cho sự khát khao đam mê được sống, được cống hiến cho đời, cho cách mạng nước nhà. Tham gia chiến đấu từ năm 15 tuổi, chàng thanh niên Nikolai đã dành tuổi trẻ của mình trên chiến trường, lăn lội trong mưa bom bão đạn, trong giá lạnh băng tuyết, trong sự khắc nghiệt của bệnh tật và đói rét. Sinh sống và làm việc trong những năm tháng gian nan vất vả ấy, ông đã dần mất đi đôi mắt của mình và bị bại liệt toàn thân khi chỉ mới 24 tuổi. Trong thâm tâm người lính trẻ ấy, vẫn luôn muốn tiếp tục được cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Nhưng thay vì dùng súng đạn giáo mát, nay anh lại dùng ngòi bút của mình để làm vũ khí chống lại quân thù. Nikolai Ostrovsky đã trở thành tượng đài sống của nghị lực và niềm tin trong mọi hoàn cảnh của biết bao nhiêu thanh niên trên thế giới. Ông đã từng viết: "Suốt 3 năm nay, tôi luôn đấu tranh giành giật lấy sự sống. Mỗi lần bị quật ngã, tôi lại cảm thấy nản chí. Nếu trong con người tôi chưa hình thành một quy tắc bất di bất dịch là phải đấu tranh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thì có lẽ tôi đã cho mình một viên đạn từ lâu." Tiểu thuyết bắt nguồn từ những bước đi chập chững của Pavel vào thế giới gai góc, chân thật của người lính tại xã hội Nga khốn khó thời bấy giờ. Ở đấy, Pavel, một chàng trai do địa vị xã hội thấp kém, con của mù đầu bếp, nên phải chịu sự đối xử bất công, bóc lột độc ác của giai cấp tư sản. Những dấu hiệu manh nha từ việc gây sự với bọn nhà giàu như Viktor Lensky và Sukhakko đến việc liều lĩnh lấy trộm súng lục của tên trung úy Đức đã cho ta niềm tin rằng đây chính là hành vi dẫu mang tính trẻ con, liều lĩnh nhưng đồng thời cũng mang tính tư pháp, có ý thức của giai cấp công nhân. Pavel buộc phải chấm dứt thời thơ ấu khi anh cứu Zukhray ra khỏi tên lính Petlura và được giác ngộ lý tưởng cộng sản vì ấm no của nhân dân mọi tầng lớp. Sau đó, Pavel bị bắt giam. Trong cuộc nội chiến đẫm máu nhưng cũng đầy những cung bậc cảm xúc thăng trầm của người lính, Pavel được tôi rèn thành chất thép cứng rắn bởi kỳ cương quân đội và ý thức kỷ luật từ bỏ những khuyết điểm tồn tại, đặc biệt là thói vô tổ chức. Ở đây, kỷ luật chính là nguyên tắc sống còn. Pavel trong những ngày tháng trên công trường Bayraka, ý thức Bolshevik trong anh không ngừng được củng cố và tôi luyện dày dặn, cứng cáp, nhất là giữa những giai đoạn khi mà mặt trận lao động của cuộc chiến đang diễn ra cam go và căng thẳng vô cùng. Tính nhân văn của tiểu thuyết vĩ đại Thép đã tôi thế đấy xuất phát từ những vệt kẻ chỉ ra phẩm chất yêu con người, yêu đất nước, yêu hòa bình của các nhân vật tham chiến. Họ cần người đốt lò để trưởng thành, nhưng mỗi một thanh thép sau khi tôi đều cần sự hy sinh, mất mát cố hữu. Pavel dứt khoát, quyết liệt bỏ qua tình yêu đôi lứa đương mặn nồng với Tonia, cô người yêu xinh xắn tuổi mới lớn. Pavel yêu Tonia, nhưng gia đình cô lại thuộc tầng lớp tư sản. Anh nói với cô trước khi dứt áo ra đi về ánh sáng của lý tưởng: "Anh trước hết là người của đảng, sau đó mới là người của em và những người thân khác. Em có gan yêu một công nhân, nhưng lại không có gan yêu một lý tưởng. Sau này, trong khó khăn bởi việc xây dựng đường sắt nhỏ nối khu rừng với thành phố khiến Pavel gặp lại Tonia, nhưng cô bây giờ đã khác, có chồng và sặc mùi băng phiến, son phấn. Trong khi Pavel dầu rách rưới, tím tái vì lạnh ra sao, vẫn ánh mắt ngời ngời sáng như thuở ban đầu." Cuối cùng, trong quá trình sinh hoạt trong tổ chức đảng, anh đã gặp Rita và được cô yêu quý bởi đức tính chiến binh mạnh mẽ trong con người mình. Đến tận khi bị sốt thương hàn, bại liệt và vôi hóa cuộc sống, anh vẫn không thôi nhắc nhở mình rằng không được lùi bước trước chông gai, tin tưởng vào tình yêu và chất lính được tôi luyện trong cuộc đời. Pavel chính là hóa thân của tác giả trong thời kỳ,
Đất nước lớn lên, những con người cũng lớn lên. Bởi cốt cách kiên nghị, chất thép thượng hạng sau ngàn lần nung chảy, đe đập của cuộc đời mà ngẩng cao đầu đứng lên và đi tiếp trên thảo nguyên tươi xanh của sự sống, bên cạnh những cuộc chiến giữa giá trị nội tại và ngoại giới trong chính trái tim mình. Chính thép đã tôi thế đấy đã giúp những người con yêu nước, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, mang lại những chiến thắng vẻ vang cho không chỉ một thế hệ Việt Nam. Nó đồng thời cũng khơi ra những người khỏe mạnh về thể xác nhưng lại bất đồng về tâm hồn. Dân tộc Việt Nam là dân tộc không ngừng chinh chiến và trưởng thành, bước ra từ khói lửa những cuộc chiến thần thánh để gìn giữ bờ Nam cõi Bắc. Bởi vậy nên ta dễ dàng thấm đẫm tinh thần Pavel, chiến thắng của Pavel, sống với những gian khổ của Pavel. Qua hàng mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước trong cuốn tiểu thuyết vĩ đại Thép đã tôi thế đấy của Ovchocki do Thép Mới và Huy Vân dịch, được nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2010, dày 659 trang, khổ 21cm. Chương trình cùng bạn đọc sách xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Đừng đốt lửa chiến tranh và không ngừng đấu tranh vì một người chúng ta.